Mến chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Ở trong video ngày hôm nay, Tiến Dũng vừa cập nhật 4 cặp loa HK Audio Model Pro 12. Đây là những mẫu loa dòng premium, dòng đặc biệt cao cấp, loa chuyên nghiệp của thương hiệu HK Audio đến từ Đức. Những mẫu loa này sẽ rất thích hợp cho việc nghe nhạc sôi động và hát karaoke chuyên nghiệp. Video này cũng sẽ rất đặc biệt, Tiến Dũng sale giảm đến 4 triệu trên một cặp, mức giá chỉ còn lại 20 triệu trên một cặp. Tiến Dũng sẽ quay chi tiết và sau đó chúng ta sẽ cùng test âm thanh của những mẫu loa này. Mọi nhu cầu mua sắm và tư vấn quý vị và các bạn hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên màn hình. Quý vị và các bạn hãy truy cập trang web chính thức tiendungaudio.com để xem thêm rất nhiều các sản phẩm và hãy tham gia nhóm Zalo của shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn để nhận ngay các thông báo mới nhất về các chương trình ưu đãi, khuyến mại, giảm giá cũng như là hàng về. Quý vị và các bạn, những anh em ở quanh khu vực Hồ Chí Minh hãy liên hệ với Tiến Dũng theo địa chỉ trên màn hình. Trước mắt quý vị và các bạn là 4 cặp loa HK Audio hàng vãi về trực tiếp từ Mỹ. Những sản phẩm này do bạn hàng của Tiến Dũng tuyển chọn trực tiếp từ Mỹ cho nên độ đẹp nó sẽ rất đẹp. Có thể nói là gần như mới. Mẫu loa HK Audio sử dụng một bát full loại 30cm màng giấy gân xếp vải. Một loa chép kèn. Các tuyến loa còn rất mới. Màng loa còn xanh đen. Mẫu loa này sẽ thích hợp cho việc nghe nhạc sôi động và hát karaoke trong các không gian lớn tầm trên dưới 60m2. Quý vị và các bạn có thể sử dụng mẫu loa này cho các không gian lớn hơn nữa, hàng trăm mét vuông. Hàng về với tình trạng zin nguyên bản tuyệt đẹp. Đây là những sản phẩm mà hàng đấu mẹ. Quý vị và các bạn sẽ thấy nước đồ nó sẽ rất mới. Phía bên ngoài là thùng gỗ và sơn sần. Hai bên là hai que sách. Tất cả bốn cặp này đều được tuyển chọn kỹ lưỡng với tình trạng zin và nó rất đẹp. Mẫu loa này có công suất là 400W, công suất hiệu dụng và công suất cực đại của mẫu loa này lên đến 800W trên một thùng. Đây là cặp loa có độ nhạy rất cao, cho nên chúng ta chỉ cần sử dụng những cục đẩy hoặc những âm ly có công suất vừa và nhỏ là có thể chơi được. Tất cả những sản phẩm này Tiến Dũng đã tuyển chọn rất kỹ lưỡng và đều được bao zin, bao đúng hàng Đức xịn, Made in Germany. Ecang của mẫu loa này bằng mút xốp ở bên ngoài. Và phía mặt trước là một logo của HK Audio. Tất cả đều liền lạc và loa còn rất đẹp. Phía bên đây là một logo Pro. Chúng ta sẽ cùng xem qua phần nội thất của mẫu loa này. Trước mắt quý vị và các bạn là phần nội thất rất gấu của cặp loa HK Audio Model Pro 12. Pro 12 là model dòng premium, dòng Pro đặc biệt cao cấp chuyên nghiệp của thương hiệu HK Audio, thương hiệu của Đức và hàng được sản xuất tại Đức, Made in Germany. Cổ loa có kích thước rất lớn, ước tính khoảng 15cm, trở kháng 8 ohm và trên đây có logo của HK Audio, bao gồm cả trên loa chép. Với phần nội thất được hãng thiết kế với dày đặc bông gòn ở đây. Bông gòn còn trắng tinh, điều này chứng tỏ loa còn rất mới. Khi chúng ta sử dụng lâu ngày thì bụi nó ra vào nó sẽ bẩn. Đây là phần bo seal, bo lọc âm thanh. Tất cả những linh kiện rất cao cấp của Germany, hàng châu Âu. Trong đây có trang bị bóng đèn bảo vệ loa, rất an toàn cho loa. Mẫu loa này có công suất là 400W trên một thùng, tuy nhiên độ nhạy của nó rất cao. Quý vị và các bạn có thể phối ghép với hầu đa các cục đẩy công suất, có công suất ngõ ra từ 200W trở lên là vừa. Chúng ta cũng có thể phối ghép vào các dòng âm ly của hàng bãi nội địa Nhật hoặc của Hàn Quốc đều được. Ngay cả trên cái chân đế này cũng có logo của HK Audio. Bây giờ Tiến Dũng sẽ ráp cái cặp loa này vào và sau đó chúng ta sẽ cùng test âm thanh của HK Audio Model Pro 12. Tiến Dũng vừa set up xong một bộ âm thanh bao gồm 4 thiết bị với chi phí chỉ dưới 40 triệu. Bộ âm thanh này sẽ phù hợp cho việc nghe nhạc sôi động và hát karaoke chuyên nghiệp trong các không gian tầm trên dưới 60m2. Bộ âm thanh bao gồm cặp loa HK Audio Pro 12 của Đức kết hợp với một chiếc cục đẩy công suất Crown Model 600, một vang và một đầu giải mã DC. Thì đúng là sẽ giới thiệu chi tiết đến quý vị và các bạn và sau đó chúng ta sẽ cùng test âm thanh của hệ thống âm thanh này. Trước mắt quý vị và các bạn là cặp loa HK Audio Pro 12. Đây là dòng loa full cao cấp của Germany được sản xuất tại Đức. Phần thùng loa còn rất đẹp. Đây là phần thông số phía mặt sau. HK Audio Pro 12, đây là dòng premium, dòng đặc biệt cao cấp, dòng loa chuyên nghiệp.
Loa này có trở kháng là 8 ohm, công suất hiệu dụng là 400W và công suất cực đại của loa này lên đến 800W. Loa này được sản xuất tại Meiningen, Germany, tại Đức. Jack kết nối nó vào dạng Neutrik và xuất tín hiệu ra cho một loa khác bằng jack Neutrik. Phần thùng loa còn rất đẹp, tất cả đều được bắn sơn sần, zin của hãng. Hai bên là hai quai sách, ở đây có logo Pro. Đây là dòng loa chuyên nghiệp. Quý vị và các bạn có thể sử dụng mẫu loa này cho các không gian lớn tầm 50m cho đến hàng trăm mét vuông. Các anh em yêu thích tiếng bass thì chúng ta có thể hỗ trợ thêm một loa Super Woofer, loa siêu trầm nữa. Đây là e-căng của loa, e-căng bằng mút ở phía mặt trước, có logo của HK Audio. Tất cả với tình trạng zin nguyên bản tuyệt đẹp, để dùng bao zin, bao đúng hàng bãi xịn và bảo hành kỹ thuật 1 tháng cho các sản phẩm hàng bãi này. Mức giá của đợt này đang rất đặc biệt, chỉ 20 triệu cặp loa này. Với cặp loa này thì cái độ nhạy của nó rất cao. Quý vị và các bạn có thể phối ghép vào những âm ly hàng bãi của Nhật có công suất nguồn tầm trên 200W là vừa. Các âm ly kiểu như là Denon 1500R2 La Mã có công suất 250W là đánh rất tốt. Các dòng âm ly của Hàn Quốc như là Zhanghua 233 La Mã, 233N, 566N đều chơi tốt. Phía dưới này thì Dũng đang sử dụng một chiếc men công suất, anh em thường gọi là cục đẩy công suất, thương hiệu Crown Modena 600. Microtech 600. Chiếc này sử dụng 16 sò sắt, công suất ngõ ra là 300W trên một kênh. Chiếc này hàng của Mỹ và được sản xuất tại Mỹ với mức giá trong đợt này chỉ 9 triệu. Phía trên này là một chiếc vang rất quen thuộc của thương hiệu Gutin, đó chính là Gutin Brabus 5FX. Chiếc vang này có mức giá 3,6 triệu. Và phía trên cùng này, đó là một chiếc đầu giải mã DC nhạc chất lượng cao, sử dụng đến 2 chip giải mã DC. Mức giá của chiếc đầu giải mã này là 6,5 triệu. Thì Dũng sẽ test bằng chiếc micro PV100 hàng chính hãng, hàng Mỹ sản xuất tại Trung Quốc, mới nguyên hộp, bảo hành 1 tháng. Sản phẩm này có mức giá chỉ 950 ngàn. Các anh em muốn sử dụng mic không dây thì ở đây thì Dũng có micro đèn, Gutin micro đèn, Gutin 900E với mức giá chỉ 6,2 triệu. Bây giờ thì Dũng sẽ test ra hai đoạn nhạc, một đoạn karaoke với men power này. Và chúng ta sẽ chuyển dây sang chiếc âm ly Denon 1500R2 La Mã để chúng ta có thể kiểm chứng việc một chiếc âm ly có công suất rất vừa thôi nhưng cũng có thể kéo được cặp loa này. Cặp loa có độ nhạy rất cao. Mọi nhu cầu mua sắm và tư vấn, quý vị và các bạn hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên màn hình. Quý vị và các bạn hãy truy cập trang web chính thức tiendungaudio.com để xem thêm rất nhiều các sản phẩm. Đường link tôi có để phía dưới phần mô tả. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuyệt vời của chiếc micro PV với mức giá chỉ 950 ngàn, và khả năng chống hú của vang cũng như là các thiết bị trong dàn âm thanh này rất tốt. Chúng ta sẽ test một đoạn là karaoke. Lượt 1, 2, 3. Quý vị và các bạn hãy nhớ bấm đăng ký kênh để thường xuyên nhận những video mới nhất do Tiến Dũng thực hiện hàng ngày vào lúc 11 giờ trưa. Hãy like video để tăng tương tác cho Tiến Dũng. Tôi quen biết em giữa một đêm thật tình cờ, sớm ra vắng mưa người và ngoài kia vẫn mưa rơi. Tình chưa thành lời vì còn ngại tình gian dối, rồi ta đã quen nhau và cho nhau phút hẹn hò. Còi tàu vẫn sử dụng để hát karaoke. Bây giờ Tiến Dũng sẽ test một đoạn nhạc sôi động để quý vị và các bạn cùng trải nghiệm âm thanh của bộ âm thanh chỉ dưới 40 triệu này. Với chiếc đầu giải mã DC nhạc chất lượng cao này, quý vị và các bạn có thể kết nối với TV, với máy tính, với điện thoại sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke. Trái tim của người đâu sao thấy cô đơn mà lạnh.
nhiều các anh em hỏi là tôi đã có loa full rồi thì có cần phải mua thêm loa lời nữa không? Những dòng loa Bose 101 hoặc là Cooper Series 2, Series 3 thì chúng ta có rất sẵn ở đây với mức giá chỉ trên 3 triệu một cặp. Tuy nhiên thì đối với các dòng loa full thì quý vị và các bạn sẽ hoàn toàn không cần phải mua thêm loa lời nữa. Bởi vì tiếng trung âm của dòng loa full nó rất tốt rồi. Tôi sẽ chuyển sang một chiếc âm ly đàn ông 1500R 25 mã với chi phí chỉ trên 10 triệu và công suất nguồn của nó chỉ 250W. Với cặp loa HK Audio Pro 12 này của Đức thì độ nhạy của nó rất cao. Chúng ta hoàn toàn sử dụng những chiếc âm ly thông thường cũng có thể kéo được, bao gồm cả những chiếc âm ly Hàn Quốc hoặc bao gồm luôn cả những chiếc âm ly Việt Nam như là Ariang, Boston Audio hoặc các dòng Panamax. Chúng ta sẽ nghe âm thanh của đàn ông 1500R 25 mã. Của bộ 4 thiết bị được phối ghép rất ăn ý bởi Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Quý vị và các bạn sẽ sử dụng bộ âm thanh này cho các không gian tầm trên dưới 60m². Các anh em muốn tăng thêm tính bass thì chúng ta có thể hỗ trợ thêm một loa subwoofer, loa siêu trầm tầm bass 30cm đổ lại. Bao gồm 4 thiết bị chiếc vang Wooten Brabus 5FX, chiếc cục đẩy công suất Ground 600, chiếc đầu giải mã DC Fio K7VT và cặp loa HK Audio Pro 12 có mức giá chỉ 39.100.000. Khi quý vị và các bạn mua cả bộ như vậy thì Dũng sẽ tặng kèm theo đủ một combo dây Pro and của Ý. Combo dây này sẽ có trị giá trên 2 triệu phần quà tặng. Các anh em sử dụng với micro có dây như của PV ở đây, chi phí chỉ 950.000 một cây. Còn đối với quý vị và các bạn muốn tiện lợi hơn thì chúng ta có thể sử dụng với micro đèn của Wooten với chi phí là 6.200.000. Tới đây thì Dũng xin kết thúc video này. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp quý vị và các bạn trong những video tiếp theo vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Quý vị và các bạn hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên màn hình để sở hữu những sản phẩm mà mình quan tâm với chất lượng được đảm bảo bởi Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Tất cả đều là hàng chính hãng xịn. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.